Chương một Gặp nhau như không quen Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ga tàu hỏa vào dịp lễ Tết khiến người ta cảm nhận được vấn đề dân số ở Trung Quốc rõ ràng nhất. Nhất là ở thành phố du lịch nổi tiếng như thành phố Thanh Hải này, dịp lễ luôn luôn có một số lượng lớn người qua lại như con thoi, trình viên viên mồ hôi nhễ nhại kéo vali, dây túi da nhỏ quàng qua cổ, cô trẻ một đường đi qua biển người chen chúc ở nhà ga đến mức gió cũng chẳng lọt qua được như mốt sờ rẽ biển đông, trải qua trăm ngàn cây đắng, cuối cùng, lúc hít vào được không khí trong lành thì trong chiếc túi da nhỏ liền vang lên tiếng chuông điện thoại. Vừa thấy là Trình Thắng Hoa, Trình. Viên viên liền nhanh chóng nghe máy, không khỏi nói to hơn giữa những tiếng ồn ả từ dòng người. Alo. Alo. Chú à. Viên viên, cháu tới rồi hả? Vâng, cháu vừa tới. Ừ, Chú đổ xe ở cổng cây FC quảng trường phía đông. Cháu đang ở đâu để chú qua đón? Không cần đâu chú ạ, à, chú không cần qua, chỗ cháu đông lắm, để cháu qua tìm chú đi. Tiếp đó Trình Thắng Hoa có nói thêm một câu gì đó, nhưng do tiếng ồn đề xi si ben lớn chung quanh quá nhiều nên Trình Viên Viên không nghe rõ được. Dù gì thì qua con đường trước mặt chính là cây FC rồi, vậy là cô vội vàng nói một câu cháu đến ngay đây, sau đó cúp máy, cất điện thoại viên viên liền hướng thẳng tới cây FC, lúc này, một chiếc xe Việt giả màu trắng chậm chậm dừng lại ngay trước bên phải cô do tắt đường. Trình viên viên vừa hay nghiêng đầu nhìn qua, thấy trong xe có một đóa hoa sen bằng đá to bằng lòng bàn tay đặt cạnh kính trắng gió, mà người trong xe, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cầm điện thoại gọi điện, ngón tay trắng trẻo và thon dài, đẹp đẽ như ngọc. Đây quả là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời ánh mắt viên viên dừng ở bàn tay đó rất lâu, tới tận khi chiếc xe đi qua tầm mắt cô. Làn gió mát vần cành trúc, chia ly hát bóng trăng, hồng trần si dại, khổ tương tư. Không biết là bài hát cửa hàng nào bật. Tiếng hát nhẹ nhàng, khe khẽ, quả là đối lập hoàn toàn với tình cảnh nhốn nháo hiện tại. Viên viên không nhịn được mà bật cười khúc khích, kéo vali tiếp tục đi mà vào khoảnh khắc đó. Người đàn ông trong chiếc xe trắng cũng nhìn thấy bóng lưng cô qua chiếc kính chiếu hậu anh hơi ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu lại, như mây tụ đỉnh núi. Bíp bíp. Xe đằng trước đã chạy xa một đoạn rồi anh mới nhấn ga đi trước tiếng còi dục của xe phía sau, viên viên đứng trước giao lộ, cô đã thấy cây FC ở đối diện, đang định sải bước chuẩn bị qua đường thì trong đám người đứng cạnh bỗng có một cánh tay vương sang nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình, quay đầu sang nhìn lại càng giật mình hơn, người trước mặt chính là người cô không muốn gặp nhất, con trai duy nhất của chú Thắng Hoa. Trình Bạch, Trình Bạch lớn hơn cô 2 tuổi, ngũ quan rõ ràng, cao ráo tuấn tú. Viên Viên vẫn nhớ lúc mình mới đến thành phố này học, ở nhờ nhà anh, từng miêu tả anh trong bài văn. Anh Tiểu Bạch giống như một bức tranh phong cảnh bằng màu nước, khi anh đứng trong đám người, không khác gì báu vật lẫn giữa dãy hàng hóa vỉa hè, chỉ có thể nói năm đó tuổi còn nhỏ, chưa gặp nhiều chuyện nên cô mới có thể bị vẻ ngoài đánh lừa. Học 4 năm đại học xong không thèm nhìn đèn giao thông nữa hả? giọng trình bạch không lớn, nhưng ngưng động lại, như thuật truyền âm của các cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, đánh thẳng vào màn nhĩ cô khi anh nói hết câu, cục đèn đỏ trên đường đối diện mới chuyển sang xanh. Lúc này, trình bạch buông tay, chuyển sang kéo vali cho cô. Khi anh định cầm luôn chiếc túi da nhỏ đeo trên cổ cô thì cô mới hoàn hồn, lùi lại một bước theo phản xạ, đồng thời buộc miệng nói. Không cần đâu. Thấy tay trình bạch dơ giữa không trung, viên viên xấu hổ vội vàng cầm lấy túi da trong tay trình bạch nhìn cô không nói năng gì mà giây phút đó viên viên lại cảm giác được rằng sát khí giữa đôi lông mày anh càng nhiều may mà anh nhanh chóng đi qua đường cô cúi đầu nhìn gót chân anh sau đó cũng đi theo lòng không ngừng lẩm nhẩm lần này lại phải ở nhà anh ta một thời gian mình chẳng muốn chút nào còn nữa rõ ràng trước đó mẹ có nói trong điện thoại là anh ta đã đi thực tập ở bệnh viện gần đại học hát rồi mà bệnh viện đó chẳng phải ngày nào cũng kín đặt người sao sao còn có thời gian rảnh mà chạy qua đây đón một đứa vô danh tiểu tốt như mình viên viên nhớ lại ngày hôm qua lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì nhận được điện thoại của mẹ được báo là bà nội bỗng nhiên xuất huyết não đang nằm viện trong thành phố cô vội vội vàng vàng mua vé xe chạy đến đây may mà phần lớn đồ đạc ở ký túc xá của cô đã được truyền dần về nhà từ nửa năm trước hai người một trước một sau đi qua đường đến khi viên viên gặp trình thắng hoa ông vẫn ân cần hòa nhã với cô như lâu nay như bọn họ là người một nhà cô thầm nhũ dù chú thắng hoa từng nói ba cô có ơn cứu mạng với chú khi hai người còn đi lính nên chú mới coi cô như con gái ruột nhưng dù gì cô cũng không phải con ruột sau khi ba người lên xe trình thắng hoa nói chuyện với viên viên còn trình bạch ngồi ở ghế phụ lái từ đầu tới cuối không hề tham gia vào câu chuyện chỉ chơi điện thoại bày ra một vẻ không hề quan tâm viên viên quả thật chẳng hiểu nổi hôm nay anh ta đến làm gì nữa. Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng ký ức lạc vặt về những chuyện giữa anh và cô mấy năm đó liền ùa về như thác nước. Người này, đúng là không hề thích cô, lại còn suốt ngày đeo một bộ mặt lạnh lùng dọa cô. Mà cô, do mẹ luôn dặn dò rằng ở nhờ nhà người ta thì phải ngoan, phải nghe lời, cho nên thái độ của anh đối với cô có không tốt đến thế nào thì cô cũng không dám nói với người lớn, mà chỉ tự mình lặng lặng tiêu hóa. Viên Viên nhớ lại những chuyện trước kia, cảm thấy cực kỳ phiền muộn, không kìm được mà lẩm bẩm. Đúng là một hồi tiêu hóa không nổi. Cũng tiêu hóa không nổi, bất giác được nhấn mạnh hơn, Trình Thắng Hoa ngồi đằng trước hỏi một tiếng. "Hả? Cháu nói gì cơ?" "Dạ không, không ạ." À. Cuối cùng cũng tới nhà họ Trình. Trình Bạch xuống xe trước, sau đó xách hành lý ở cốp sau vào nhà. Lúc cô và Trình Thắng Hoa đi vào, liền nhìn thấy mẹ cô đới thuộc phân đứng trong phòng khách. Phòng khách nhà họ rất rộng, phong cách trang trí lại giản đơn, cũng không có quá nhiều màu sắc, tường màu trắng phối cùng màu nâu, đồ đạc phần lớn là bằng gỗ và bằng da, đới thuộc phân không ngừng cảm ơn ông. Lại phiền anh rồi. Em không cần khách sáo với anh, đều là người một nhà cả. Viên viên đi tới gọi một tiếng mẹ, sau đó nói. Con vào phòng xếp đồ đã. Quen đường lên lầu, Cô đến đứng trước căn phòng đã cách 4 năm không gặp, vali cô được để cạnh cửa phòng, mà phòng bên cạnh thì khép hờ, qua kẻ cửa hẹp, chỉ có thể thấy một phần chiếc tủ quần áo, không thấy trình bạch, nhưng cô lại biết rằng anh ta đang ở bên trong. Cô cố ý đi nhẹ, mở cửa phòng mình ra, kéo vali vào sau đó cẩn thận đóng cửa lại căn phòng khoảng 20 mét vuông, được trang trí đơn giản và ấm áp, có một chiếc giường, tủ quần áo, bàn học, còn có một chiếc ghế sofa đơn, nhỏ, màu kem. Trên bệ cửa sổ có mấy chậu lục thảo trổ, có lẽ do trời quá nóng và không có ai chăm nên lá cây hơi úa, tất cả đều y như lúc cô đi. Tuy trong 4 năm học đại học, nghỉ hè năm nào cô cũng đi theo mẹ đến nhà chào hỏi chú Thắng Hoa, nhưng căn phòng này đúng là 4 năm rồi cô chưa đặt chân vào, viên viên ngã mình lên giường, lẩm bẩm. Về lại đây, không chọc vào được, lại không thể trốn tránh. Hai, mình nhất định phải cố gắng làm việc kiếm tiền để giảm áp lực cho mẹ, có tiền rồi sẽ không thêm phiền cho chú Thắng Hoa nữa. Còn về Trình Bạch. Lúc này có người gõ cửa ba tiếng có nhịp điệu, cô lập tức xoay người hướng cửa. Ai thế? Anh. Giọng trẻ trung, hơi trầm, là Trình Bạch viên viên nhất thời hoảng lên. Có chuyện gì ạ? À? Kết quả người ta mở luôn cửa vào, cô giật thoát ngồi thẳng dậy. Anh. Anh làm gì thế? Anh ta ném hộp thuốc trong tay lên giường, cô liếc nhìn thuốc kích thích tiêu hóa 20, lại nhìn tới người vừa ném, viên viên nghẹn họng. Nếu mình nói với anh ta rằng thứ cô không tiêu hóa nổi là anh ta, thì không biết anh sẽ ném thứ gì cho cô bữa tối sau đó. Trình Thắng Hoa bảo người làm là gì châu nấu 6 món và một món canh. Trên bàn cơm, Trình Thắng Hoa trấn an đới thuộc phân hiện đang rất lo lắng. Em dâu à, trong thời gian bác gái nằm viện em cứ yên tâm ở lại đây. Hàng ngày anh đi làm sẽ tiện đường đưa em đến bệnh viện luôn bên đó có y tá chăm sóc em cũng không nên lo quá cảm ơn anh viên viên liếc nhìn mẹ cảm thấy tuy bà không đến mức xấu hổ nhưng cũng khá ngại ngùng cô biết rõ ràng mẹ mình không hề muốn làm phiền tới người khác lần này nếu không phải là bà nội không thể không đến nhập viện ở bệnh viện lớn trong thành phố này cộng thêm nhà cô không thân thích ở đây tình hình kinh tế lại eo hẹp thì bà tuyệt đối sẽ không đồng ý mà ở nhà chú thắng hoa cũng như năm đó mẹ đồng ý cho chú Thắng Hoa đón cô tới thành phố này đi học, viên viên chìm trong suy nghĩ, không để ý liền hóc ngay xương cá ở cổ họng. Cái đứa nhỏ này, ăn cá không thể cẩn thận chút à, mau mau ăn miếng cơm vào. Đới thuộc phân lo lắng nói, viên viên đang định cầm đũa thì bị trình bạch đứng dậy cầm lấy cổ tay. Không được ăn cơm, không cẩn thận lại đâm thủng thực quản. Viên viên nghe vậy thì mặt mày tái mét, trình thắng hoa lo âu hỏi, có cần đến bệnh viện lấy ra không? Dì Chu đang ở trong bếp dọn dẹp nghe thấy có đứa nhỏ bị hóc xương bèn vội và đổ ra một bát giấm, đới thuộc phân cầm lấy rồi đưa cho viên viên. Uống bát giấm này xem sao? Trình Bạch đang định nói thì viên viên đã cầm lấy chiếc bát trong tay bà, sau đó cố gắng bịt mũi uống hết giấm. Lại sau đó, viên viên chỉ muốn khóc, cái xương cá vẫn ở đó, Trình Thắng Hoa đứng dậy. Phải đưa nó tới viện thôi, anh vào gara đánh xe, em đi cầm thẻ bảo hiểm rồi dẫn cháu ra. Viên viên lắc đầu theo phản xạ nhưng Trình Thắng Hoa đã đi mất rồi. Khi cô thấy mẹ cũng quay người đi thì cô cũng đành bất lực, ngọn nguồn khiến cô bất lực chính là cái xương cá và Trình Bạch, mỗi thứ một nữa. Trình Bạch đi đến bên cô, viên viên đang ngồi nên cô ngẩng đầu lên, nhìn anh đề phòng. Khi ngón tay anh nhẹ nhẹ đặt ở cầm cô, cô co rúng lại, định ngoảnh đầu đi. Nếu không thích đến bệnh viện thì để anh xem viên viên quả là không muốn phiền mọi người tới bệnh viện, nhưng mà Trình Bạch nâng cầm cô lên. Há miệng. Viên viên há to miệng, Trình Bạch nheo mắt. Có thể nhìn thấy cái xương, em chịu đựng một chút. Anh vừa nói vừa cầm một đôi đũa rồi đưa vào miệng cô. Viên viên lập tức nhắm mắt lại. Lúc này Trình Bạch ở gần ngay cạnh, mùi hương trên người anh vừa thanh khiết lại ngọt ngọt, như hương hoa dành dành sau mưa. Cô nhớ đến căn phòng cũ ở thị trấn quê cô năm đó ba trồng một đám dành dành lá nhỏ. Mỗi khi đầu hạ cuối xuân, những đóa hoa nhỏ trăng trắng nở ra, hương hoa tỏa khắp nơi, một khi mưa rơi xuống, hương liền thấm vào lòng người. Bỗng nhiên cái đau làm cô nhăn hết mặt mày, sau đó cô liền cảm giác được trình bạch đã bỏ tay ra. Được rồi. Viên viên mở mắt, liền nhìn thấy anh ta đặt đổ cạnh bác anh. Là đũa của anh ấy. Thật là phí công học thạc sĩ, học cao như thế mà anh ta còn không rõ vấn đề vệ sinh. Viên viên một bụng khó chịu, đừng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh, trình bạch xoay người, thấy đới thuộc phân cầm túi đang đứng ngẩn người ở cầu thang. Anh ngừng một giây, sau đó bèn thản nhiên nói với bà. Em ấy không sao à, cháu đi gọi ba vào. Đới thuộc phân nghe thế thì gật đầu. Ừ. Tối đó, viên viên làm tổ trên chiếc sofa nhỏ nghịch điện thoại. Cửa ban công mở toan, gió đêm thổi vào mang đến sự mát mẻ, trước đó cô đăng trên uy chát một tin là mình bị xương cá tra tấn, kết quả mới chỉ 10 phút ngắn ngủi đã nhận được một đống bình luận khen hay hay, thời buổi này quả thật không thể chia sẻ với người khác nỗi khổ của mình. Như thế chỉ khiến người ta càng vui, mình càng buồn mà thôi, viên viên nhớ lại trình bạch lấy xương cá ra giúp cô, lại thêm một hồi rối rắm. Sau này không ăn cá nữa. Lúc này, dưới tầng có tiếng mèo kêu, nhà trình bạch nuôi mèo cô tò mò chạy ra ban công nhìn quanh, thử gọi. Cá, cá. Kết quả, một con mèo chẳng biết trốn trong bụi cỏ nào bỗng kêu meo meo một tiếng. Viên viên vui vẻ hẳn, lúc đang hớn hở định kêu thêm một tiếng cá thì ánh mắt liếc thấy một bình bóng quen thuộc đang đứng trước ban công bên cạnh. Cô ngẩn người, quýnh lên liếu cả lưỡi. Anh, anh vẫn chưa ngủ à? Trình Bạch thản nhiên đáp một câu. Trăng sáng treo người, tháng ngày yên ổn, em lại không khiến người ta mất mặt anh sao nở đi ngủ viên viên thầm nhủ. thấy chưa thấy chưa tôi biết ngay là những hành động giúp đỡ của anh trước đó đều là giả vờ giả việc cả thôi từ săn sóc chẳng hợp với anh chút nào người như trình bạch người ngoài trong thì tưởng anh ta lễ phép khách sáo nhưng viên viên thì thấy rằng anh ta một trăm phần trăm là máu lạnh vô tình nói chuyện độc địa nhìn cái bóng quay người đi vào phòng đó cô càng nghĩ ngợi phức tạp hơn. Vậy những ngày anh không thấy tôi thì có phải đêm đêm ngủ chẳng ngon chấm thai đổi nội dung bởi. Rita, ngày 2 tháng 6 năm 2015 lúc 10.08 pm. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.